có hay không, việc một số linh mục dòng Chúa Cứu Thế đang ra sức dung dưỡng, cổ vũ cho xu hướng chống đối tại giáo phận Vinh. Nếu ai theo dõi Facebook cá nhân của linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ hay biết rằng ngày 22 tháng 9 vừa qua, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đã có cuộc viếng thăm linh mục GB Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Lộc Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, và linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đang nghỉ mục vụ tại trụ sở Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mặc dù nội dung cuộc gặp nói chuyện giữa linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh với hai linh mục thuộc Giáo phận Vinh chưa được tiết lộ, nhưng được biết cùng thời điểm này vào năm ngoái, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh và một số linh mục khác thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng thực hiện cuộc viếng thăm như đã nói. Điều đáng nói là sau khi công bố cuộc viếng thăm bằng các bức ảnh, đã có không ít những bình luận cho thấy việc ca ngợi các linh mục này theo chiều hướng công kích đối trọng, tranh đấu với chế độ nhà nước. Và từ điều này có thể hiểu các cuộc gặp được nói đến ngoài mục đích thăm nom bình thường thì không loại trừ các linh mục cha xứ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã và đang cổ vũ, dung dưỡng cho xu hướng chống đối tại giáo phận Vinh. Cũng xin nói thêm, cũng chính vì thói thích nói, thích làm chính trị, bắt tuân bề trên của những linh mục như thế này nên Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, chủ chăn của giáo phận Vinh, đã ra quyết định phạt vạ huyền chức đối với linh mục Antôn Đặng Hữu Nam. Bản thân linh mục GB Nguyễn Đình Thục, sau những vụ việc phức tạp gần đây, nhất là việc kích động bà con giáo xứ quê hương Bình Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, chống phá khi chính quyền đóng tuyến đường cũ thuộc diện thu hồi cắt qua khu công nghiệp WHA, đứng chân trên địa bàn, ít nhiều đã không nhận được sự đồng tình của Đức cha An Phong và đông đảo các linh mục tại địa phận Vinh. Không loại trừ, linh mục GB Nguyễn Đình Thục cũng sẽ thuộc tầm ngắm của Đức Giám mục An Phong trong những quyết định quyết liệt nhằm cải tổ triệt để giáo phận Vinh sau những biến cố và một thời gian dài ngập tràn trong những bất đồng bất ổn. Với niềm lo lắng cho tương lai của Hội Thánh Công Giáo Vinh, thực sự lấy làm quan ngại, nghi ngại đối với những cuộc viếng thăm kiểu này, mong rằng giữa Đức Giám mục An Phong và bề trên dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có được những cách thức để hóa giải những sự trớ trêu bất xứng từ đó, qua đó ngăn chặn những điều không hay đến với cộng đoàn dân Chúa Vinh.